Tối qua tại nút giao thông đường dẫn cầu Tiên Sơn thuộc địa bàn phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ. Vào thời điểm trên, anh Trần Đức Quảng, 26 tuổi, quê tỉnh Quảng Trị, điều khiển xe máy biển kiểm soát 74F136550 đi trên cầu Tiên Sơn hướng từ quận Hải Châu về quận Ngũ Hành Sơn. Khi vượt qua khỏi cầu Tiên Sơn đến đoạn đường dẫn, chuẩn bị giao với ngã tư Ngũ Hành Sơn Hồ Xuân Hương, thì xe máy bất ngờ va chạm vào giải phân cách ở giữa làn đường. Cú tông mạnh khiến anh Quảng bị hất văng ra xa, tử vong tại chỗ, xe máy trượt dài và hư hỏng nặng, một phần giải phân cách bị biến dạng. Nhận được tin báo, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã khẩn trương có mặt, khám nghiệm hiện trường và điều tiết giao thông ở tuyến đường dẫn nói trên. Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông hiện đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.